Xin chào các bạn khán thính giả thân mến Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán Và ngày hôm nay mình xin gửi tới quý vị và các bạn Tập 18 của bộ truyện kiếm hiệp Ngũ Phụng Triều Long Tác giả Liễu Tàn Dương qua dòng đọc của MC Huy Tấn Nếu mà các bạn thấy hay hãy like vào comment cảm xúc của mình Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngày sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 18 của bộ truyện. Bình Minh vừa dạng, mấy trăm cao thủ thần Long Cốc đã tập trung giữa quảng trường Nài nịt gọn ghẽ, ngựa đầy đủ yên cường sẵn sàng xuất phát. Võ sĩ đứng thành năm khối vuông vức, sắc phục khác nhau, mỗi khối 50 người. Khối mặc tử y là võ sĩ tử long đường, hồng y là xích long đường, thanh y là thanh long đường, hắc y là hắc long đường và hoàng y là hoàng long đường. Đây là lần đầu tiên cao thủ thần long cốc ra ngoài mang y phục theo sắc hiệu. Trước đây nếu có việc ra ngoài phải mặc thêm áo ngoài để che đi sắc hiệu đấy. Hàng nghìn người trong cốc gồm nam phụ lão ấu tập trung quanh quảng trường trước thần Long Điện để đưa tiến thần nhân lên đường chiến đấu. Một ngọn cờ theo hình Long Phụng sinh động như thật tung bay phần phật trong gió do một tên Long Sứ cầm giữ. Vừa sang giờ thìn, từ thần Long Điện bước ra một đoàn người. Bên tả là Kim Cương Thần Tiền Nhị, Tĩnh Cô và Càn Khôn Song Viên bên hữu là bảy tên long sứ đến dừng lại ở bậc thềm thứ nhất tiếp đến là năm vị phu nhân mặc thiên tầm y ngũ sắc tử hắc hồng hoàng thanh lưng đeo bảo kiếm phía sau họ là tả phò hữu bật lục giáp tham quân lục hợp tham quân năm vị phu nhân dừng lại trên hành lang lướt mắt nhìn các cao thủ thiên sơn tử phụng trần vân phụng thay lời nói Chư vị trưởng lão, đường chủ, võ sĩ và các bậc phụ lão huynh đệ tỷ muội trong cốc. Bồn cốc kể từ khi lập phái đã mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên tình tráng võ sĩ tiến nhập vào dòng hồ, thực hiện sứ mệnh của một môn phái võ lầm, tiêu diệt tà giáo, duy hộ chính nghĩa, đồng thời biểu dương lực lượng của bồn cốc, khẳng định địa vị của mình trong võ lầm. Nàng vừa nói tới đây, tiếng hoan hồ nổi lên vang dậy sơn cốc. Thiên Sơn Tử Phụng dừng lại một lúc cho tiếng hoàn hồ dịu đi, sẵn giọng nói. Bây giờ đã tới lúc lên đường, tuần tự hành quân theo kế hoạch đã định, xuất phát. Tuân lệnh! 300 võ sĩ hô vào một tiếng, nhảy lên mình ngựa. Đầu tiên là 50 võ sĩ từ lòng đường, do đường chủ tư đồ trí hào, lính ấn tiên phòng, dương cao kỳ lệnh, rời khỏi sơn cốc đầu tiên. Kế đó là 50 võ sĩ thanh long đường do đường chủ đường vấn thiên đi cánh trái. Tiếp theo là bộ tham mưu gồm kim cương thần tiền nhị, tĩnh cổ, can khôn song viên, võ lâm ngũ phụng, tả phò, hữu bật, 16 vị tham quân, 7 vị long sứ, 25 vị phụng sứ đi trên 5 chiếc xe. Sau đó tới 50 võ sĩ xích lòng đường do đường chủ cơ phụng thiên thống lĩnh bảo vệ cánh phải. Lẽ ra hai cánh tả dực và hữu dực xuất phát đồng thời nhưng vì cốc khẩu hẹp nên không thể hành trình đúng kế hoạch. Sau nữa là 50 võ sĩ Hoàng Long Đường đi hậu vệ. Tiếp đến là đội quân lương 30 người do tĩnh cô phụ trách với 5 xe lương thảo, có 50 võ sĩ Hắc Long Đường hộ tống do trang đường chủ chỉ huy. Cả đoàn võ sĩ rầm rộ phóng ra khỏi thần Long Cốc. Từ mã đường chủ và tất cả võ sĩ trong phi phụng đường lần này không được xuất chiến vì lo bảo vệ hậu cứ đưa mắt ghen tị nhìn theo. Lần đầu tiên tiến nhập giang hồ với sứ mệnh trọng đại, nhưng lực lượng rất hùng hậu. Những người đưa tiến tuy bùi ngùi, nhưng cũng rất tự hào và tin tưởng vào chiến thắng. Khác với thái hành phân giáo, tần lĩnh phân giáo bố trí trong một sơn cốc với nhiều hệ thống thành động liên hoàn, nửa do thiên nhiên, nửa được bàn tay người cải tạo. Trong một thành động lớn có tới 20 trường, giống như một tòa đại sảnh hùng vĩ, các bức tường được đẽo gọt vuông vắn, đèn đuốc thắp lên sáng trưng. Trên bộ bàn bát tiền giữa động có 7 người ngồi. Chính giữa là một lão hòa thượng, tuổi độ thất tuần, người gầy khô như là que củi, mắt cú múi diều, diện mạo cực kỳ xấu xí. Người đó là Thiên Trúc Ma Tăng, Tam Giáo Chủ, Hiền Viên Giáo. Hai lão nhân bên cạnh là Tần Lĩnh Song Hùng, tướng mạo độc ác dữ tợn, Lão Nhân ngồi bên phải Thiên Trúc Ma Tăng mặt trắng trèo không dầu, mình bận bạch y, không những vẻ mặt, ánh mắt mà cả người lão toát ra một vẻ lạnh lùng như là một thỏi băng. Chính vì thế mà hắn được giang hộ đặc trác hiệu là Tuyết Sơn Băng Ma. Tiếp nữa là hai lão nhân cao lớn, diện mạo khá giống nhau là Long Sơn Song Ma và một lão nhân đậm chắc, da đen, dáng như tiểu phù, danh hiệu là Mễ Thương Tiểu Tử, Tần Trung Bảo, chỉ thấy lão đại trong tần lĩnh song hùng là mã huy tông đứng lên nói Phân đà dưới chân núi vừa truyền tin cấp báo rằng có một lực lượng khá đông đang tiến nhập vào bổn sơn theo kết quả điều tra thì chúng là người của long phụng môn tam giáo chủ có thông báo việc này cho tổng đà biết hay không thiên trúc ma tăng hừ một tiếng nói <laughs> mã huy tông người sao lại nhát vậy chúng đã tự đem thần đến nổ mạng thì ngươi còn sợ gì chứ Ngày trước Âu Dương Thiên Long Được võ lâm Trung Nguyên bốc lên tận mây xanh Tôn là võ lâm đệ nhất nhân Nhưng bị Tổng giáo chủ đánh một trường Làm lục phủ ngũ tạng vỡ nát tán thầy trong đại ngàn Nay chỉ có mấy tên quá phụ Không biết tìm ở đâu mấy tên trợ thủ tới đây Để mà tìm kiểu Như thế khác gì đưa thịt vào miệng hổ Chỉ qua mấy ngày nữa Lò Bồn Giáo sẽ xuất trình thôn tính Trung Nguyên Bây giờ đang mong Kẻ nào to gan lớn mật dám đối địch với bổn giáo thì cứ tới đây. Chúng ta sẽ diệt không còn một mống, một phần để làm gương cho võ lầm các phái. Mặt khác, sau này khỏi tốn công trình phạt. Như thế hả chẳng phải là tiện hơn hay sao? Mã Huy Tông không dám nói nữa. Bọn còn lại tuy vẫn nơm nớp lo sợ ngân y thần lòng, nhưng biết tam giáo chủ bản lĩnh hùng bạo hay thành kiến, tuy không đồng tình nhưng mà cũng đều nín lặng không khí trong động trở nên nặng nề. Chính lúc ấy, có một tên trung niên hán tử chạy sầu vào động, hớt hài chạy tới gần bộ bàn bát tiền, quỳ sụp xuống, vừa thở vừa nói. Khải khai mầm giáo chủ. Thiên Trúc Ma Tăng trừng mắt quát. Có chuyện gì? Tên hán tử hồn hển đáp. Bầm, bầm, giáo, giáo chủ, hộ pháp. Thiên Trúc Ma Tăng vốn là người Tây Trúc, không dành tiếng hắn cho lắm thấy tên kia ấp úng như vậy nổi giận quát lên có gì nói cho rõ xem nào tên hắn từ thở mấy hơi mới lấy lại được bình tĩnh hắn nói tổ tuần tra dưới núi phát hiện có địch nhân thâm nhập song phương lập tức xảy ra động thủ đối phương võ công rất cao chỉ chốc lát đã đánh ngã bốn người chỉ một tên chạy thoát về báo nhưng cũng đã bị trọng thương chưa nói được mấy câu đã đoạn khí Ngoài ra hai trạm canh tả hữu cũng đều phát tín hiệu báo động khẩn cấp. Hiện giờ đối phương đã tiến sát vào cốc rồi. Quả nhiên bên ngoài động vang lên tiếng pháo hiệu, cả tiếng người la hét, đủ thấy đối phương đã tới rất gần. Mế thường tiểu tử Tần Trung Bảo nói, Ờ trạm giáo chủ, chúng ta đối phó thế nào đây? Thiên Trúc Ma Tăng chưa kịp trả lời, thì chợt nghe vang lên mấy tiếng rú thảm khốc sau đó là tiếng minh khí tiếp nhau chát chúa tiếng là thét vàng trời tuyết sơn băng ma nói địch nhân đã xông vào cốc rồi tam giáo chủ thiên Trung ma tăng mặt tái ngắt ra lệnh người mau người huy động thêm người để mà canh giữ cốc khẩu đi phân giáo hộ pháp tuyết sơn băng ma cúi người đáp tùy chức tuân lệnh dứt lời chạy đi điều động nhân mã Thiên Trúc Ma Tăng nhìn năm người còn lại dít lên. Còn chờ gì nữa? Mau ra đối địch đi! Cả bọn đâm sầm ra khỏi động. Trong sơn cốc, đao quang kiếm ảnh lóe lên ngập trời. Tiếng la hét, tiếng minh khí va vào, vào nhau. Tiếng rú thảm của người chúng thường vang lên bất tuyệt, nghe thật là rùng rợn. Trong cốc, ngoài bọn giáo đồ hiên viên giáo bận hắc y, còn một số người khác bận thanh y và hồng y. Tất cả đều trẻ tuổi và rất dũng mãnh xông vào giữa bọn giáo đồ cuồng sát. Đã có bốn năm chục tên giáo đồ trúng kiếm nằm giải rác trong cốc. Từ trên cốc khẩu có mấy chục tử y nhân đổ xuống. Gặp số viện binh vừa được tuyết sơn bằng ma điều tới ngăn cản, Nhưng bọn tử y nhân thân thủ cao hơn. Thế như trẻ tre lao vào đối phương, tà sung hữu đột, đẩy lui bọn viện binh, ao ào tiến xuống cốc. Đại hùng Mã Huy Tông thấy vậy, quay lại bảo nhị hùng và Long Sơn song ma các người tương trợ Chúng ta tiêu việt địch nhân ở đây Ta lên đối phó với bọn tử y nhân Rất lời nhún mình lao vút lên cốc khẩu như là một cánh chim Vừa đáp xuống Thì nhìn thấy một tử y nhân Hắn xuất thủ đánh ngay Tên kia thấy có người từ giấy cốc lao lên Nhảy lùi lại một bước Vùng song trường đánh ra Chỉ nghe bình một tiếng Tử y nhân bị đánh lùi ra hai bước Hắn la lên với đồng bọn Tên đó là cao thủ đấy Hãy mau bố trận về hắn lại đi Tử y nhân là võ sĩ của tử long đường thần long cốc Một tên tiểu lãnh đội và năm tên võ sĩ liền lập thành kiếm trận Định vây đại hùng mãi huy tông Nhưng đều đã bị hắn đẩy ra Bọn kia chưa kịp bố trận Thì đại hùng đã thét vàng Xuất trưởng nhằm tới 6 tên võ sĩ đánh sang Tên ma đầu nghĩ rằng Chỉ cần vài chiều để mà tiêu diệt đối phương Để trợ giúp bọn hiên viên giáo đẩy lùi địch nhưng sáu tên võ sĩ kiên cường đánh trà tay kiếm tay trường vây lấy cường địch không chịu buông tha sau bảy tám chiều tuy đại hùng đã thương được hai người nhưng lại thêm hai tên khác đến trợ giúp thành thử không thoát ra được đại hùng phẫn nộ gầm lên phát ra một lúc bảy tám trường đánh ngã hai tên vừa định nhằm một tên khác hạ độc thủ, thì trận nghe có tiếng quát lớn lủi ra để bốn đường chủ đối phó với hắn Lời vừa dứt, một trung niên hán tử mình bận tử y lướt tới, xuất trường đánh tới đại hùng mãi huy tông. Vừa rồi đánh liền mười mấy chiều mà không giết được bọn hạ nhân, trong lòng đã phát nộ. Nay thấy một kẻ tự xưng là đường chủ sông trận, đại hùng liền phản công ngay. Chỉ nghe bình một tiếng vang dàn như là xét, cả hai đối thủ đều bị bật lùi hai bước, mở to mắt kinh ngạc nhìn đối phương. Đặc biệt là đại hùng hắn không ngờ chỉ là một tên đường chủ của một môn phái vô danh mà công lực không kém gì mình. Sau khoảnh khắc, hai đối thủ lại sát vào nhau, chỉ trưởng quyền cước cùng đánh ra như là vũ báo. Hắn Từ vừa xuất thủ đối trường với Đại Hùng là đường chủ từ Long Đường, từ đồ Chí hào. Lần đầu xuất thủ đối địch, được xác định rõ trách nhiệm từ trước là dốc tận lực để mà trừ ma vệ đạo, dương danh khí cho bổn môn nên dốc lực công lực sở học, chiêu xuất vô cùng hùng mãnh Đại Hùng Mãi Huy Tông là một tên ma đầu tàn bạo, mười mấy năm nay chưa gặp đối thủ. này đối với một tên tiểu bối mà không thắng được, thì sau này biết ăn nói ra sao với năm vị giáo chủ. Hai người như đôi mánh hổ quần lấy nhau, đưa hết kỳ chiều dị thức, không tiếc hạ độc thủ, quyết ý lấy mạng đối phương. Phía cốc khẩu bên kia, cuộc đấu cũng quyết liệt không kém trong sơn cốc. Đối phương chỉ chừng 3-40 võ sĩ mặc y phục hai màu thanh hồng, nhưng thân thủ đều rất là cao. Chỉ sau nửa canh giờ, đã có hơn ba chục tên giáo đồ hiên viên giáo bị tử thương, nằm giải rác khắp nơi. Bọn giáo đồ hiên viên giáo càng đánh càng bấn loạn, hàng ngũ thừa hẳn đi, bụng đã muốn chạy trốn từ lâu, nhưng vì sợ bị xử tội theo giáo quỳ nên là không dám chạy. Trong lúc tình cảnh hết sức là tuyệt vọng, thì trận nghe vang lên một tiếng hú kinh hồn đồng thời một bóng người trắng toát như là bóng ma từ trong cốc lao lên quái nhân vừa xuất hiện đã nhầm bọn cao thủ hồng y thanh y là võ sĩ của nhị đường thanh long và xích long xuất thủ không thương tiếc chỉ sau thời gian chừng một tuần trà đã có 7-8 tên hồng thanh y hán tử bị thương số còn lại bị đánh bật lùi khỏi cốc khẩu Cao thủ hiên viên giáo lập tức lấy lại tinh thần, mừng rỡ la lên. Là hộ pháp, hộ pháp tới rồi. Hộ pháp đã tới tường chào ta để mà đối địch. Các huynh đệ xông lên, giết hết bọn chúng đi. Giáo đồ hiên viên giáo ở đây còn lại chừng 6 70 chục tên, nhân số gấp đôi đối phương. Nhưng vừa rồi bị tấn công kịch liệt, hầu như không có khả năng hoàn thủ. Một số đã nảy ra ý định đào tàu. Này thấy hộ pháp xuất hiện, đánh bại đối phương. Bọn này lập tức nổi hung tính, vùng đào múa kiếm xông vào thừa cơ tấn công quyết trả mối hận vừa rồi người trắng toát vừa xuất hiện chính là tuyết sơn băng mà hoàng giật trần thấy đối phương quá hùng hãn tám tên hồng y võ sĩ bố trí bắt quái trận vây lấy tấn công thiên long rất chú trọng luyện các trận đồ kiếm trận cho các đệ tử hầu hết các võ sĩ đều biết bố trận tăng thêm khả năng đối địch rất nhiều chỉ tiếc rằng Hôm nay chúng gặp phải địch thủ quá là lợi hại. Tuyết Sơn băng ma vốn luyện một thứ âm hàn trường, gọi là băng phách ngừng công, rất là lợi hại. Tên này sống ở Tuyết Sơn, là nơi quanh năm băng giá. Mất 30 năm đằng đắng ra mình trong một động tuyết ngàn năm, kiên trì khổ luyện. Vì thế người trắng toát như là thoải băng, toát ra khí âm hàn, nhìn vào đã thấy lạnh phát run. Sau 30 năm khổ luyện trong hố băng, hắn luyện thành băng phách ngừng công, đối phương chúng phải trường này, áp lờ khí huyết sẽ bị đóng bằng mà chết. Tám tên bố trí bắt quái trận, có một tên lãnh đội, hai tên tiểu lãnh đội, võ công đều thuộc hạng nhất lưu, nhưng vẫn không sao đối phó nổi với băng phách ngừng công. Chỉ qua vài chiều, hai tên võ sĩ đã bị khí âm hàn nhập thần ngã xuống, kiếm trận hoàn toàn rối loạn. Tuyết Sơn băng ma xông ra khỏi trận, tiếp tục tàn sát. Chỉ chốc lát, đã có gần 10 tên võ sĩ Thanh Long và Xích Long bị trúng trưởng của lão mà. May rằng đệ tử của Xích Long Đường đều có luyện Xích Dương thần công nên kháng cự được hàn khí, không đến nỗi táng mạng. Còn hai tên võ sĩ Thanh Long Đường bị trúng trường, khí huyết đông lại mà chết. Trong lúc nguy cấp, chợt từ bên tả có người quát vang. Các người tránh ra, để tên đó cho bốn đường chủ xử lý. Hãy đi thu thập bọn giáo đồ cho ta lời vừa dứt một hán tử mặt đỏ như gấc mình bận hồng y xông tới chưa nói năng gì đã đưa hai tay đỏ như là lửa đánh thẳng vào tuyết sơn băng ma người đó là đường chủ xích long đường cơ phụng thiên thấy song trường đỏ như lửa tuyết sơn băng ma cũng biết đối phương luyện xích dương thần công nhưng tin rằng không sao định nổi bằng phách ngưng công ba mươi năm khổ luyện của mình nên là không tránh đi vận thêm mấy thành công lực đánh ra bình bình hai tiếng. Trường kinh tiếp nhau nổ rèn như sấm, nghe như trong đó có tiếng răng rắc như là băng vỡ. Vừa rồi tuyết sơn băng ma liên tục phát băng phách ngưng công, tỏa ra hàn khí lạnh ngắt như là giữa ngày đông. Nhưng mà chỉ sau một cú tiếp trường, không khí lập tức ấm lại. Tuyết sơn băng ma hoàng giặt trần, bị chấn lùi, mở tròn mắt nhìn đối phương kinh ngạc thốt lên. Lọ tam dương thần công! Hắn không ngờ được chỉ một tên đường chủ mà luyện được võ công thăng thừa, khắc tinh của võ công mình. Hai lão nhân cả y phục lẫn sắc diện hoàn toàn đối lập, một hồng một bạch đối thị nhau, ai cũng tỏ ra kinh ngạc. Xích long đường chủ cơ phung thiên nhíu mày hỏi. Chắc các hạ là tuyết sơn băng ma. Lão hộ pháp cười cao ngạo đáp. À, chính là lão phủ tiểu bối người lượng người của môn phái nào mà tiếp được bằng phách ngưng công của ta? Cơ Phùng Thiên cười hồ hồ đáp. Hồ, oh, Hoàng Lão mà bản lĩnh đâu kể gì đến tuổi tác. Chớ tự thị về bối phận của mình. Bằng phách ngưng công của người cũng chỉ đến thế mà thôi. Hôm nay thần Long Cốc chúng ta lần đầu tiên gia nhập vào giang hồ. Được võ lâm ngũ phụng xuất lĩnh để tiêu diệt hiên viên giáo các người. bổn tọa là đường chủ xích long đường không thể để cho thanh long tử long nhị đường giành hết công lao được nói thế rõ rồi chứ lão mạ tiếp chiều tuyết sơn băng ma ngạc nhiên hỏi thì ra ngươi là đệ tử của mật cốc thần long cốc hắn có lần nghe sư phụ nói về môn phái bí mật này mấy trăm năm bế môn luyện công không đáp nhập vào giang hồ một bước không ngờ lần đầu xuất hiện mới thấy tất cả đều trẻ tuổi mà võ công đều lợi hại như vậy. Cơ Phùng Thiên đã vận xích long thần công đến thập phần công lực vào song trường đẩy tới. Hai đạo Hồng Vân từ trường tâm vị đường chủ trẻ tuổi bước về phía đối phương, mỗi lúc một đậm dần. Tuyết Sơn băng ma biết lợi hại, cũng vận băng phách thần công tới mười thành vào song trường đẩy tới. Hai luồng kinh khí trắng từ đôi lòng bàn tay trắng nhạt nhạt của tên hộ Pháp ập tới đám Hồng Vân một loạt tiếng nổ lôi động làm rung chuyển sơn cốc. Đám hồng vân nhạt dần rồi biến mất. Luồng khí trắng cũng biến mất đi. Chỉ thấy loáng thoáng hai bóng người, một hồng một bạch bị chấn lực đẩy lùi về phía sau. Tuyết sơn băng ma bị chặn, cao thủ thần long cốc chưa cần biết đường chủ của mình thắng hay là bại, xông vào giáo đồ của hiền viên giáo tấn công. Cả trăm võ sĩ mặc áo xanh, hồng, tím tung hoành giữa đám hắc y nhân khí thế vô cùng dũng mãnh đánh tan địch ao ao xuống cốc đường chủ thanh long đường lao lên trước chỉ cần thấy hắc y nhân là đánh một chiêu phát ra là một địch nhân bỏ mạng bọn võ sĩ hăng hái tiến theo bình bại như núi sập hiên viên giáo mất sức kháng cự số chết gục dưới kiếm số kinh hồn bạt vía bỏ chạy thoát thần, tàn vào các thành động Đột nhiên một người xông ra chặn lại quát Hung đồ chớ có cuồng Có lão phu ở đây năm sáu tên võ sĩ thanh long đường đang phấn chấn truy diệt đối phương nghe tiếng quát kim nhìn thêm là ai thì chợt thấy một mùi tanh xộc vào mũi ngã xuống bất tỉnh đường chủ hoàng thừa Chí thấy người vừa quát là một hắc y nhân chính là lão này phát ra một đám khói đen làm đệ tử của mình bất tỉnh Hoàng đường chủ nhảy hai bước tới gần, vùng trường đánh tới. Một luồng khói xanh quyện lấy khói đen, làm cả hai nhạt dần rồi biến mất. Hắc y lão nhân tức giận gầm lên. Kiểu bối, ngươi từ đâu tới, thuộc môn phái nào, mau thông báo tính dành ra đi. Hoàng thừa chí hỏi lại. Các hạ tất là một trong vị của tần lĩnh song hùng. Hắc y lão nhân chính là lão nhị Mã Huy Văn trong tần lĩnh song hùng, Nghe nói cười nhạt đáp Ồ, xem ra người cũng có chút kiến thức đấy Đã biết đại danh của huynh đệ lão phù Sao còn chưa thúc thủ chịu chết đi Như thế còn được toàn thầy Nếu không, chờ lão phù hạ thủ Thì chết thảm lắm đấy nhá. Hoàng thờ chí biểu môi đáp <laughs> Mặt danh tần lĩnh song hùng Chỉ dọa được chèn ít vô trì mà thôi Chứ bồn được chủ Chẳng coi vào đâu đâu nhị hùng bị quay thường nổi giận quát lũ chuẩn nhất các người từ đầu tới mà dám công khai mạo phạm trước lão phủ thật là không biết sống chết ồ cho người biết để mà tới khi gặp diêm vương lão ngũ mà trình báo nghe đây người sẽ hóa kiếp cho người là hoàng thừa Chí, đường chủ thanh long đường một trong lục đường của thần long cốc nghe rõ rồi chứ mã văn huy nhíu mày hỏi cái gì? Thần Long Cốc Nghe đồn Các ngươi sống lén lút mấy trăm năm Không xuất hiện trong giang hồ Làm sao hôm nay lại dẫn thân tới đây Để mà nộp mạng chứ Tuy nói cứng như vậy Nhưng trong lòng của hắn rất là kinh hái Vì trong giang hồ Có rất nhiều tin đồn kỳ bí về Thần Long Cốc Nhưng dù sao Đó chỉ là tin đồn Tần lĩnh song hùng bản lĩnh đầu hùng hằng Nên đâu dễ sợ ai Hắn ngạc nhiên nhíu mày nhìn Hoàng Thừa Chí một lúc, rồi lấy lại vẻ hung hăng nói. Ồ, oh, thì ra, các người là đệ tử của thần Long Cốc. Làm sao không chịu chui nhủ như trước, mà giữ lấy mạng, tới đây làm gì cho chết uổng chứ? Tới đó chợt quát lên, Kiếp chịu. Dứt lời, tay phải đã vận hắc sát trường tới tám thành công lực đánh tới. Thấy trường của nhị hùng đen kịt lại, Hoàng Thừa Chí biết đối phương luyện độc trường nên vận ất mộc chân khí để mà hộ thần cười hô hô nói mà đầu xem ra người cũng có chút bản lĩnh đấy người đã hạ sát thủ thì bồn nữ chủ cũng không cần khách khí nữa đâu nói xong hữu trường đã vận sẵn ất mộc thần công đánh vào luồng khói đen ất mộc thần công thuộc vào nhu đạo nên không nghe tiếng kinh khí trường phòng chỉ là một luồng khói xanh phát ra quyện lấy hắc khí của hắc sát trường lần thứ hai độc trưởng lại bị hóa dài nhị hùng mãi huy văn kinh ngạc nhíu mày hỏi tiểu bối người dùng công phu gì vậy hoàng thừa trí thản nhiên đáp ất mộc thần công ồ thì ra tiểu bối người cũng có đổi chút cần lạng đấy tiếp lão phù một chiều nữa đây dứt lời phát chiều lần này hắn vận tới 12 thành công lực trường vừa phát, mùi tanh đã bốc lên tẩm lậm, cách ba bốn trường phải buồn nôn. Hoàng thừa chí tay phải vận ấn mộc thần công, đánh ra hóa giải độc trường, tay trái thi triển khu mộc trường, đánh sang ngược trái của đối phương. Mã Huy Văn thất kinh né tránh, nhưng vẫn bị trường đánh trúng vào vai, lùi lại ba bước. Lần đầu thử sức, Hoàng thừa chí thấy hắc sát trường không làm gì được mình, đồng thời biết rằng công lực của đối phương không cao cường gì cho lắm, nên rất là tự tin. Thừa cơ Mã Huy Văn chưa kịp đứng vững, y lại nhảy tới đánh tiếp hai trường nữa. Mã Huy Văn vội tránh đi, nghiến răng nói, Tiểu tử, chớ cuồng, nằm xuống cho ta. Hai người vừa đánh vừa lầy qua tiếng lại. Mặc dù vậy, chiêu thức vẫn hết sức là hùng hiểm, không tiếc cả chiêu chí mạng. Tuy nhiên, cả hai công lực tương đương qua mấy chục chiêu vẫn không ai chiếm được ưu thế. Như vậy là chủ tướng của ba cánh tiền phòng, tả dực và hữu dực của thần Long Cốc đều đã xuất chiến. Các võ sĩ thấy độc trưởng đã bị khống chế, lại ao ạt sông lên. Giáo đồ hiền viên giáo đang bại thế, thì Long Sơn Song Ma kịp thời xuất thủ, đẩy lùi đối phương, giành lại ưu thế. Bọn hắc y nhân vừa chạy nháo nhào, bây giờ lại từ trong các thành động đổ ra đông như kiến dựa vào số đồng hò hét tấn công. Thiên Trúc Ma Tăng đứng quan sát, thấy bồn giáo đang áp đảo địch nhân, trong khi một số nhân vật hắc đạo mới đầu nhập vào hiền viên giáo chưa xuất thủ. Quay lại nói với mế thường tiểu tử Tần Trung Bảo đang đứng ở sau lưng mình. Ta xem, thần Long Cốc chẳng qua cũng chỉ có mấy tên nhãi nhép mật thôi. Chuẩn bị vào mở tiệc đi. Giữa lúc trận chiến đang diễn ra ác liệt thì từ cốc khẩu xuất hiện một đoàn người y phục ngũ sắc tiến vào trong cốc. Mế thương tiểu tử Tần Trung Bảo liền nói. Giáo chủ, xem kìa. Dẫn đầu đoàn người là một trung niên hán tử cao lớn, tay cầm độc cước đồng nhân. Tiếp đến là bảy thiếu niên bận ngân y. Sau đó là năm vị phu nhân còn trẻ và xinh đẹp. Có 25 nữ kiếm sĩ hộ vệ. Tiếp đến là 10 lão nhân. Đoàn người này võ công rất cao, đi tới đầu, giáo đồ của hiền viên giáo tàn chạy đến đó. Tiếng là vàng rèn sơn cốc. Mết thường tiểu tử Tần Trung Bảo run giọng nói. Có vẻ như đây là võ lầm ngũ phụng mà dạng hồ chuyển ngôn. Thiên Trúc Ma Tăng chỉ hư một tiếng, không đáp. Mết thường tiểu tử Tần Trung Bảo rụt rè nói. Giáo chủ, nếu lão nhận ra không xuất thủ thì tình hình nguy mất. Thiên Trúc Ma Tăng lạnh lùng đáp. Ta biết rồi. Lão cũng biết nếu mình không xuất thủ tiêu diệt mấy tên cầm đầu thì đệ tử hiền viên giáo không xử nổi một khác. Lão nhảy ra đứng giữa chúng nhân cao giọng nói. Mọi người chớ hoảng loạn. Bồn giáo chủ sẽ thịt mười mấy tên lệ hại nhất của địch nhân. Các người thừa thế mà tấn công. Dứt lời vùng tay áo rộng, phất ra một cái. Chỉ nghe vút một tiếng, từ tay áo của lão mà bay ra một chiếc kim bạc tỏa ánh sáng lấp lánh. Chiếc kim bạc bay lên không, lượn một vòng, rồi đâm thẳng vào đường chủ tử long đường, từ đồ trí hào. Tà phò lôi trường lão đi sau võ lâm ngũ phụng, chợt kêu lên. từ đồ đường chủ, cẩn thận! Vừa quát vừa phất tay, chỉ thấy một ánh chớp xanh bay thẳng tới chiếc kim bạc. Choang một tiếng, hai binh khí tiếp nhau phát ra một âm thanh chát chúa điếc cả màng tai, làm bật ra những tia lửa. Vật bắn tới kim bạc nguyên là một thanh kim kiếm, sau khi thu vào nhau thì dính chặt lấy nhau. Xưa này mỗi khi kim bạc xuất thủ, tức là đều rơi đầu đổ máu. Thiên Trúc Ma Tăng không ngờ ở trung thổ lại có cao thủ luyện vệ kiếm tới mức thẳng thừa, đối phó được với bảo bối của mình, đứng ngẩn mặt ra. Tư đồ đường chủ mặt biến sắc, lùi lại hai bước, chố mắt nhìn lên. Lúc đó Kim Bạt đã bay tới cách từ đồ đường chủ chỉ vài thước. Nếu không bị thanh kiếm chặn lại, tất là y sẽ bị chém bay đầu rồi. Thanh kiếm và Kim Bạt đang dính lấy nhau chật rời ra. Chiếc Kim Bạt bay về phía Thiên Trúc Ma Tăng, còn thanh kim kiếm thì bay vào giữa đám cao thủ thần Long Cốc. Chỉ thấy tà phò lùi đính, đưa tay ra bắt lấy, Hiện nhiên hai cao thủ Thiên Trúc Ma Tăng và Tà Phò Lôi Đính vừa thi triển công phu thăng thừa, cách không hấp vận để mở thu minh khí về. Từ độ đường chủ hướng sang Tà Phò Lôi Đính, chấp tay cuối mình nói. Đệ tử Đa Tạ Sư Tổ đã ra ứng cứu mạng. Y chưa nói xong thì chợt cảm thấy kinh phong ở sau lưng ập tới, kinh hãi tù mình nhảy tránh sang. Xẹt một tiếng, một mũi ám khí bay tạt qua sườn, xé rách một mảnh áo. Tư đồ chí hào biết ngay kẻ nào vừa ám toán mình, quay lại nhìn đại hùng Mã Huy Tông, nghiến răng nói. Lão tặc, ngươi nguyên là kẻ tiểu nhân hạ tiện như vậy ư, ừ. tiếp chiều. Dứt lời, vận tử sát thần công thập phần công lực vào song trường đánh tới. Đại hùng cũng xuất hắc sát trường tiếp chiều. Sau khi tiếp trường, đại hùng Mã Huy Tông bị đẩy lùi ba bước kinh hãi kêu lớn tử sát thân công tư đồ chí hào gằn giọng lão thất phủ không cần nhiều lời nộp mạng đi vừa nói vừa xông vào đánh một lúc mười mấy trường hai người đã giao thủ hồi lâu đại hùng mãi huy tông biết công lực của mình không bằng được đối phương hắc sát trường cũng không tỏ ra tác dụng nên anh thừa cơ tư đồ chí hào phân tâm mà xuất thủ ám toán Nay thấy đối phương công kích mãnh liệt như thế, bụng run lên, muốn lùi nhưng mà không thoát ra được. Vừa vận dụng thân pháp tránh đi, vừa xuất trưởng đối phó. Qua mười mấy chiều, đại hùng bị trúng một trường vào ngực, bật lùi lại, khóe miệng dị máu. Từ đồ chế hào căm hận lão ma vừa xuất thủ ám toán, không chút lưu tình, bồi thêm hai trường nữa. Bịch bịch hai tiếng, đại hùng rú lên, người bị đánh bật lên cao hai trường, rơi xuống một tảng đá, nảy lên một cái, máu miệng máu mũi ọc ra như suối. Nhị hùng Mã Văn Huy thấy đại ca bị tham tử, liền nhảy bổ tới. Cả người lẫn trưởng lao vào tư đồ đường chủ gào lên. Đền mạng cho đại ca ta! Tư đồ chí hào hư một tiếng nói. <laughs> Loại ác mà các người, để lại cũng vô ích mà thôi. Nói xong, song trường ra thêm ba thành công lực, tiếp tục đánh ra chiều, Nhị Hùng Mã Văn Huy đang lao tới chặt đứng khựng lại, bị Hoàng Thừa Chí từ phía sau đánh tới một trường. Vừa bị nội thương do tử sát thần công của tư đồ Chí Hạo, nay lại bị trúng thêm một trường của Hoàng Thừa Chí đánh trúng hậu tâm, ngã sấp mặt xuống, thất khiếu trào máu, hồn quy địa phủ. Tà phò lùi đính vừa thi triển tuyệt chiều vệ kiếm, chặt kim bạc của thiên trúc ma tăng, cứu được tư đồ đường chủ. Xong nhảy ra ba bước tới trước mặt đối phương nói phiền tăng sao người dám xâm nhập vào trung nguyên cậy nghệ giết người thiên trúc ma tăng thấy hiền viên giáo đang lâm vào bại thế cả cao thủ và giáo đồ đều bị giết quá nửa lửa giận bốc lên ngùn ngụt dít lên người nô bạn trước bị lời chưa dứt đã nghiến rằng vùng kim bạt đánh sang tà phò lôi đình lúc đó hai người còn cách nhau hơn ba trượng Chiếc kim bạc rời khỏi tay của Thiên Trúc Ma Tăng bay thẳng sang yết hầu của tà phỏ lôi đính. Vì trường lão tiền bối biết rằng người đã luyện đến cảnh giới vệ bảo là không thể tránh. Vì thế vẫn đứng nguyên phóng thanh kim kiếm thẳng vào chiếc kim bạc. Choang một tiếng, hai binh khí lại chập vào nhau. Nhưng lần này không ai thu về, mà vận nội lực vào binh khí, bước tới đối phương. Đó là hình thức đấu nội lực thẳng thừa, cách không truyền lực, cũng là vệ khí. Qua thời gian chừng một tuần trà, chán của tà phò lôi đính ướt đấm mồ hôi, người bắt đầu run run. Xem ra công lực của tà phò lôi đính không bằng đối phương, chỉ cần không đủ sức duy trì, sẽ bị kim bạt kéo luôn cả thanh kiếm, chém phập vào cổ. Tà phò lôi đính đã cảm thấy không thể tiếp nhận được nội lực nữa, khí đàn điền bắt đầu nhẹ đi, thở dài tự nhủ. Mạng ta xong rồi, trong lúc nguy cấp Trần nghe tiếng quát Tà phò đừng lo Cứ việc thu công Để bồn hậu thử xem Tên phiên tăng đó có bao nhiêu bản lĩnh Giọng nói thánh thoát còn chưa dứt Thì chợt thấy một thanh hồng kiếm bay vút tới Đập vào chiếc kim bạc và thanh kim kiếm Tà phò lôi đình biết là tam phu nhân địa sát hồng phụng Đã xuất thủ cứu mình Thừa cơ thu thanh kim kiếm thu về Thiên trúc ma tăng chợt thấy bàn tay tê đi kinh ngạc nhìn tới thấy người vừa thi triển công phu thẳng thừa vệ kiếm là một hồng y thiếu phụ mới 19 chín hai mươi tuổi trong lòng bỗng rúng động nghĩ thầm nhà đầu này mới chừng ấy tuổi mà luyện vệ kiếm đến hòa hậu cao như vậy nhất định bốn tên còn lại cũng không kém con người có cao hơn mình đã luyện công phu này ngót năm mươi năm mà chị e chẳng hơn nó thật không sao hiểu được đây là loại tà môn gì nữa nghĩ đoạn tự nhủ xem ra nếu không nhanh chóng thi triển sát thủ thì hôm nay khó mà thoát thân được. Lão vừa vận công vào kim bạt, đồng thời tụ khí đàn điền, từ từ bước lên đầu. Một lúc sau, từ đầu của lão phiên tăng bốc lên một cụm khói đen. Dần dần, đám khói đen đó đọc quánh lại, kết thành một hình nhân giống như là một hài tử trần chuồng, cao năm tấc. Hình nhân nhỏ bé nhìn quanh một lúc, rồi bất thần bay thẳng vào địa sát hồng phụng. Thiên Sơn Tử Phụng kêu lên. Quân muội cẩn thận, đối phó với nguyên thần tâm tinh. Rồi trừng mắt nhìn Thiên Trúc Ma Tăng nói. Ma Tăng, ngươi tưởng là thuật nguyên thần tâm tinh có thể hại được chúng ta hay sao? Đừng có mà nằm mộng. Quát xong chợt thổi ra một luồng bạch khí, tạo thành một con bạch hạc bay vút tới trước hình nhân của Thiên Trúc Ma Tăng. Hắc Yến Tử nói. Đại tỷ, cần gì phải nhiều lời với lão tạc đấy, hắn đã luyện nguyên thần nhân thì biết là đã sát hại mấy trăm người trong giang hồ rồi. Hôm nay nhất định phải giết hắn để mà trừ hại cho võ lầm, đừng để hắn thoát. Còn bạch hạc nhỏ bay đến trước nguyên thần của thiên trúc ma tăng, nhà nhanh múa vuốt, làm hình nhân nhỏ béo hoảng hốt lùi lại. Còn bạch hạc không chịu buông thà, vần quanh hình nhân đó. Hai từ bé nhỏ kêu lên ue ue đầy khiếp sợ, bay lên không, nhưng bị con bạch hạc quật xuống, nằm lăn dưới đất dãy ruộng một lúc rồi tan thành luồng khói bay đi giữa lúc ấy chợt thấy thiên trúc ma tăng gầm lên một tiếng người run bần bật mắt trợn ngược máu miệng phun ra lão lùi lại mấy bước rồi ngã nhào xuống thất khiếu trào máu thở hắt ra một hơi cuối cùng chúng nhân đào há hốc một miệng ngơ ngác trước cảnh tượng hãy hùng ấy lúc này cuộc đấu giữa hai phái đã gần kết thúc bởi vị Long Sứ đã tiêu diệt Long Sơn song ma, Kim Cương Thần tiền nhị giao chiến với Mễ thương tiêu tử Tần Trung Bào. Chỉ một chiều dùng độc cước đồng nhân đánh vỡ đầu của đối phương. Còn lại bọn ma đầu, số tàn dư của hiên viên giáo hầu hết đều bị tiêu diệt. Kim Cương Thần tiền nhị hỏi, Bẩm Phụng Hậu có cần truy tìm trong các sơn động để truy sát bọn tàn binh hay không? Thiên Sơn tử Phụng đáp, Việc đó giao cho Long Phụng Sứ truy bắt tất cả những kẻ chạy trốn tới đây để mà nghe lệnh. Nhưng mà không được giết thêm người nào nữa. Trừ trường hợp chúng chống trả quyết liệt thì mới được hạ thủ. 32 tên Long Phụng Sứ lập tức thi hành, tàn vào các hàng động truy tìm. Mấy vị đường chủ kiểm đại quân số, tổng cộng tử trận 17 người, bị thương 21 người. Về phía hiền viên giáo, để lại gần 300 tử thi và hơn 800 người bị thương theo mệnh lệnh của tà phò lôi đính và hữu bật thôi nhiệm các đường chủ cho thuộc hạ tập hợp lại cả người bị thương và thi thể trận vòng cũng được xếp lại ngay ngắn thiên sơn tử phụng cao giọng tuyên bố bây giờ các đường chữa trị thương thế cho những người bị thương do từ mã lăng trùng phụ trách tiền tổng quản phân phát thượng thanh hoàn cho những người bị trọng thương còn các đường hãy cho hỏa táng võ sĩ bị tử thương cho cho vào hũ niêm phòng, danh tính rõ ràng. Khi mà về cùng sẽ thành vào trung liệt đường để cúng viếng. Tính cô phụ trách đội hậu cần chuẩn bị nhanh lương ăn, tìm trong phân giáo những gì thu dụng được thì lấy đi không để lãng phí. Mọi người lập tức thi hành theo nhiệm vụ được giao. Lát sau, Long Phùng Sứ truy bắt tàn dư của hiên viên giáo, tập hợp lại được 118 người. Thiên Sơn Tử phụng ra lệnh, Bây giờ, các ngươi phải chịu sự chỉ huy của mấy vị long sứ xử lý hiện trường, chôn cất cho đồng bọn tử thương. Còn số bị thương thì hãy đi tìm linh dược trị thương của bồn môn mà chữa cho tên nào tốt tên đấy. Chúng ta không có thời gian để mà chiếu cố cho chúng. Xong việc, có thể quay vào trại, thu xếp hành lý tư trang, trở về cố quán làm ăn. Hãy nhớ ký một điều là không được nhầm vào tà giáo gây cho tội ác nữa. Cả bọn bị bắt ra nơm nớp tin rằng mình sẽ bị xử tử. Nay nghe được lệnh thả bổng thì rất là mừng, cùng quỳ xuống tạ ơn. Chừng một canh giờ sau thì các bộ phận đều hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ăn uống xong, Kim Cương Thần tiền nhị, Lý Thuận bố trí chỗ nghỉ trong các hành động, các đường tổ chức canh gác nghiêm mặt. Sáng hôm sau chờ võ sĩ ăn xong, võ lâm ngũ phụng cho tập trung tất cả lại nói cuộc chiến tối qua, võ sĩ các đường đã tỏ ra anh dũng lập được nhiều công trạng. Bồn cốc không những đã chứng tỏ quyết tâm mà võ công còn cao hơn hẳn đối phương. Đó là một đại phúc, cơ sở để sau này dương danh trong giang hồ. Tiêu diệt được một trong ba phân giáo của một đại tà phái đáng sợ nhất, điều đó sẽ làm chấn động toàn bộ võ lâm. Các phái trong giang hồ sẽ trọng thị chúng ta như là một vị cứu tình. Các vị tham quân, đường chủ Xin hãy ghi công trạng của từng người Để sau này về cốc thăng thường Còn bây giờ Chúng ta tiếp tục hành quân đến Vũ Sơn Tà phò lôi đình băn khoăn nói Ờ không biết Cốc chủ giải quyết việc Ở thái hành phần giáo ra sao Vừa lúc ấy Trật Trần Long Sứ bước ra nói Bẩm phụng hậu Cốc chủ và võ lâm lưỡng ngạn đại hà Với địa sát giáo làm nòng cốt Đã tiêu diệt thái hành phần giáo rồi thượng vong không đáng kể võ lâm ngũ phụng đồng thành hỏi thế cốc chủ đâu làm sao mà người biết trần long sứ cười đáp um, tối qua cốc chủ có đi qua đây thiên sơn tử phụng không giấu được vẻ bực mình hỏi làm sao ngươi không nói ngay vì sao cốc chủ không gặp chúng ta thiên long sứ cúi người đáp bẩm ngũ hậu Cốc chủ đến đây sau khi thiên trúc ma tăng vừa bị giết. Cốc chủ dùng truyền âm nhập mật gọi thuộc hạ ra cốc khẩu, thông báo qua tình hình rồi đi ngay. Thế cốc chủ có nói đi đâu không? Cốc chủ sợ rằng chúng ta gặp khó khăn nên là tới đây, nhưng thấy địch nhân đã bị tiêu diệt, vội vã lên đường. Nói rằng đến hiệp trợ cho các phái võ đăng, côn luân, thiên sơn, tấn công lĩnh nam phân giáo Võ Lâm Ngũ Phụng nghe nói không khỏi thất vọng, nhưng nghĩ lại việc quân là trọng nên không nỡ trách, chỉ nhìn Trần Long Sứ hỏi. Vì sao ngươi không cho chúng ta biết sớm hơn? Bẩm, công chủ đã có nghiêm lệnh rằng trước lúc xuất phát mới được công bố. Thiên Sơn Tử Phụng gật đầu lại hỏi. Thế tình hình cụ thể ở Thái Hành Phân Giáo như thế nào? Trần Long Sứ đáp nhị giáo chủ cao lệ tuyết lão và toàn bộ đệ tử cao cấp nhất đều bị giết cùng 200 đệ tử số còn lại đầu hạ khí giới quy hàng thiên sơn tự phụng hoài. thế là hiền viên giáo mất gần một nửa lực lượng rồi lại hỏi tiếp thế cốc chủ có lệnh gì không bẩm cốc chủ gửi lời mừng chúng ta nói rằng không cần đến lĩnh nam nữa mà thẳng đến vù sơn vừa đi vừa dưỡng sức. Trước ngọ ngày 15, tới vị trí tập kết đã quy định là được. Thiên Sơn Tử Phụng gật đầu cho Tần Long Sứ lùi và nhìn tà phò lôi đính, hữu bật thôi nhiệm nói. Hai vị trưởng lão có ý kiến gì không? Hai vị đồng thanh đáp. Bẩm, không. Thiên Sơn Tử Phụng cao giọng nói. Nếu vậy, chúng ta xuất phát. Tam Hiệp là một nơi danh thắng ở Trường Giang với cụ đường hiệp hiểm trở, vui hiệp thần bí và tây lăng hiệp hùng tráng. Dòng hải lưu chảy qua hai vách đá như là thoát khỏi giọng kìm, ao ạt đổ về xuôi. Thường lưu Tam Hiệp có bến phụng tiết, thuyền bè mượn mượt, xuôi dòng mấy dặm tới cụ đường hiệp cũng gọi là quỳ hiệp, bị kẹp giữa hai ngọn núi, xích giáp và bạch giáp. Xích giáp sơn chơi tròi không một gốc cây ngọn cỏ ngay cả đất đá cũng đỏ quạch như lửa. Còn bạch giáp sơn thì vách đá dựng đứng phẳng lì như là đao chém. Từ hạ lưu nhìn lên, trông quỳ hiệp như là một cánh cổng. Vì thế, có khi người ta gọi là quỳ môn. Trên xích giáp sơn có hai thành chính là thạch thành và bạch đế. Cảnh sắc của Tam Hiệp rất hùng vĩ vì vách núi hiểm trở nên là hầu như du khách chỉ đi thuyền. Nhưng đoạn sông này lắm thác gành, đá ngầm, đi thuyền cũng là việc vô cùng nguy hiểm. Vụ hiệp thần bí vì nằm trong mạch núi Vũ Sơn Liên Hoàn, nhưng bị Trường Giang cắt làm đôi. Phía Bắc có Vũ Sơn Thâm Nhị Phong với những danh sơn như Vọng Hà, Thúy Bình, Triệu Vân, Công Đám, Tập Tiền Tụ Hạc, Khởi Vân, Tĩnh Vân, Đăng Long, Phi Vụng. Ngoài ra còn có những ngọn núi nổi tiếng khác như là Cao Vân Phong, Thần Nữ Phong. Trên núi này còn có thần nữ miếu mà phần đông du khách không bỏ lỡ cơ hội ghé qua. Dưới Tây Lăng Hiệp không xa, có bến Ba Đồng thuyền bè rất là tấp nập. Vũ Sơn mặt đông ngoảnh ra Trường Giang, lưng tiếp liền với những mảnh núi khác. Trong núi có một tòa đại trại nằm ở trong một thung lũng rộng tới ba dặm. Trong trại lầu các phòng ốc liền miên, ước tới trăm ngôi với ba ngôi lầu năm tầng cao vút. Trên bức tường cao tới 5 trượng bao quanh đại trại, cứ 20 trượng có một tháp canh. Bất cứ ngày hay đêm, mỗi tháp đều có hai tên hắc y nhân canh giữ. Đại trại vừa hùng vĩ, vừa cẩn mật vô cùng. Trong một gian phòng lớn ở tầng 5 của ngôi lầu chính giữa trại, được bài trí rất là đơn giản với một hương án nhỏ, một tấm nệm cỏ đặt ở giữa phòng và vài chiếc ghế thấp. Trên hương án đặt một chiếc lừa đồng, khói trầm bay nghi ngút, tỏa ra hương thơm thật là dễ chịu. Trên tấm nệm cỏ giữa phòng có một lão đạo sĩ tóc bạc như xương, tướng mạo trang nghiêm đang ngồi nhập định. Chợt thấy lão ta mở mắt, lầm bầm. Quái lạ, làm sao mà từ giờ hãy đến giờ, mình không sao nhập định nổi được vậy. Chẳng lẽ... À, thôi, hãy bốc một quẻ xem. Nhưng chẳng thấy bốc quẻ gì, lại lầm bầm. Thật là nóng ruột quá Nhất định là đã phát sinh đại sự gì rồi Vừa lúc ấy có tiếng bước chân chạy lên lầu Lát sau nghe tiếng gõ cửa bẩm giáo chủ Lão đạo sĩ nhíu mày hỏi Âm tì tú sĩ có phải không Tiếng ngoài người cửa đáp bẩm đúng vậy ạ à. Có chuyện gì Tiếng người ngoài cửa rất là gấp Khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ có việc khẩn cấp cần bẩm báo. Lão đạo buông gọn một tiếng, nói: Khải bẩm giáo chủ, vừa rồi có một tên giáo đồ từ tần lĩnh phân giáo chạy suốt đêm tới, báo rằng bốn ngày trước tần lĩnh phân giáo bị bọn người không rõ lai lịch tấn công. Lão đạo sĩ giận mình hỏi: Thế kết quả thế nào? Bẩm đàm giáo chủ và các vị hộ pháp, đường chủ đều bị hại. Mấy chục cao thủ và 500 giáo đồ hầu hết đều bị giết hoặc là trọng thương. Phân giáo hoàn toàn lọt vào tay chúng. Dòng lão đạo sĩ đành lại. Sao? Có chuyện đó hay sao? Người đã hỏi lại kỹ chưa? Khai bầm giáo chủ. Mấy rồi thuộc hạ và hai vị hộ pháp minh vương, quỷ mẫu đã truy hỏi kỹ. Vì thế, hai vị hộ pháp đã ra lệnh tăng cường phòng bị còn cử trinh thám đi điều tra việc này. Nếu gặp bất cứ việc gì khác thường, sẽ lập tức báo về. Ờ, à, thôi được rồi. Ngươi kể lại tường tận những gì để nờ giáo đồ phân giáo tần lĩnh nói xem. Âm ty tú sĩ nói. Tên này vốn bị bệnh. Tới mùng 10, nghe trong cốc có tiếng đánh nhau rất lớn. Liền sợ quá, ném đau chạy ra ngoài nấp để mà xem. Thấy rất đông hán tử trẻ tuổi mặc y phục ba màu, tím, hồng, xanh, phân làm ba hướng xông vào trong cốc. Hai vị hộ pháp và ba vị đường chủ đều bị cao thủ của đối phương chặn đường, đánh không thoát ra được. Giáo đồ tùy đồng nhưng võ công của đối phương cao hơn nên không ngăn được chúng, bị tử thương rất nhiều. Lão đạo sĩ nhíu mày hỏi, vì sao tam giáo chủ không xuất chiến? Âm ty tú sĩ đáp, hắn nói rằng thấy tình thế nguy cấp, Tam giáo chủ liền dùng kim bạt định tiêu diệt mấy tên cầm đầu, nhưng ngay chiều đầu đã bị một lão nhân dùng kim kiếm để mà chặn lại. Tam giáo chủ đối với lão nhân, khi đối phương sắp bại thì một nữ nhân phát ra một thanh hồng kiếm chém đứt thành hai mảnh. Tam giáo chủ bị nội thương, hộc máu mà chết. Lão đạo sĩ thở dài nói: <laughs> Thật là không ngờ, ở Trung Nguyên còn có nhiều cao thủ đến vậy. Ngay cả Thiên Trúc Ma Tăng mà không thắng được. Nhưng làm sao lão không dùng võ công thượng thăng nguyên thần xuất khiếu. Bẩm, hắn có nói rằng thấy một hài nhi rất bé chỉ cao tầm năng tấp từ đầu của tam giáo chủ thoát ra ngoài. Sau bị một con hạc trắng nhỏ đánh chết hóa thành khói bay đi. Không hiểu đó là gì. Lão đạo sĩ trầm ngâm nói. Hắn kể tưởng tận như vậy đủ biết việc đó là thật. Người mò thông báo cho Minh Vương và các quỷ mẫu đi đi các nơi điều tra tin tức. Nếu có gì nghi vấn lập tức báo về ngay. Ngoài ra còn liên lạc với Thái Hành Phân Giáo và Lĩnh Nam Phân Giáo bảo hai nơi này tăng cường cảnh giác đề phòng. Âm ty tú sĩ đáp Tuần lệnh thuộc hạ lập tức thi hành. Được rồi Người đi đi Tiếng chân bước xuống lầu Lão đạo sĩ chính là hiền viên thần quân, tổng giáo chủ hiền viên giáo. Lão vẫn ngồi trên tấm nệm cỏ, trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, rồi chợt lầm bầm. Ở à, Trung Nguyên, có nhân vật nào luyện thành vệ kiếm, còn hơn cả thiền trúc ma tăng? Làm sao có người đối phó được với nguyên thần xuất khiếu? Còn bạch hạc là phàm vật, sao có thể giết được nguyên thần? Chẳng lẽ đối phương cũng luyện được nguyên thần xuất khiếu? Cái này ta phải đích thần điều tra rõ mới được. Lão định đứng lên, chợt cảm thấy trong người nôn nao, tâm thần bất định, lòng đầy kinh hãi, liền vận công kiểm tra xem. Đến khi thấy huyết mạch điều hòa, cơ thể không có gì khác thường, mới yên tâm tự rủa. Ta bị ở câu chuyện của âm tỷ tú sĩ ám ảnh mất rồi. Mặc dù vậy, lão lại đến bên cửa sổ nhìn quanh như là cố phát hiện một điều bí ẩn nào đó nhưng không thấy gì đáng khả nghi. Bên ngoài trời tối đen, nhưng chân trời phía đông có dấu hiệu bình minh sắp dạng. Lão đi lại trong phòng, tự lầm bầm. Sao lại như thế được chứ? Ta có bao giờ bị ám ảnh như vậy đâu. định lực tu luyện đến như ta, mà tâm thần còn bất định. Chỉ e... Mà vừa rồi, ta có ý định bốc một quẻ xem thế nào, ở ờ, thế mà quên mất. Nhưng một lần nữa, lão lướt tới bên cửa sổ nhìn ra. Linh tính của hiền viên thần quân đã không lầm. Có một người đứng bất động bên ngoài cửa sổ. Hiền viên thần quân hư một tiếng nói. Bảng hữu là cao nhân phương nào, đại giá quang lâm. Bồn thần quân hoan nghênh hiệp giá. Nhưng mà khi ngẩng lên thì lại không thấy ai nữa. Hiền viên thần quân dít lên. Tệ nào, là tệ nào dám giả thần ma quỷ trước mặt cổ bổn thần quân còn chưa mau hiết thân hay sao? Dứt lời, đưa tay ra cửa sổ phất một luồng hấp lực. Nhưng mà đối phương không xuất hiện từ hướng đó. Chợt thấy cửa sổ ở đầu kia phòng mở tung, một nhân ảnh đứng ngoài cửa, cất giọng sang sang nói. Các hạ bấy lâu nay mạnh khỏe chứ? Đại hạ sau khi được người yêu ái tặng cho một trường, may gặp phúc mà kéo dài cuộc sống đến tận ngày hôm nay, còn hiểu được hai chữ đạo tiền. Hiền viên thần quân hiệu ngay Kinh ngạc hỏi Người, người là Âu Dương Thiên Long Hừ, Lão Phu không ngờ người vẫn còn chưa chết Thiên Long lạnh lùng nói Tài hạ đến đây để nói rằng Hôm nay cuối thìn đầu tị Võ Lâm Trung Nguyên sẽ tìm đến quý giáo Còn những người bị quý giáo bắt giam Hoặc là bức hiếp phải gia nhập vào quý giáo Tài hạ đã cứu đi cả rồi Như thế quý giáo chỉ còn khả năng dựa vào năng lực của mình để mà đối phó với võ lâm trung nguyên nữa thôi. Tại hạ cũng được thêm một thỉnh cầu. Ờ, tại hạ cũng được thêm một lần thỉnh giáo thần công của các hạ. Hiền viên thần quân hư một tiếng nói. <laughs> kiểu tử, thì ra công lực của người cao hơn ta tưởng, còn sống nổi dưới tuyệt công nhân nguyên của bổn thần quân. <laughs> Chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta không cần phải chờ nữa. Bổn thần quân hôm nay không thể tha cho người sống tiếp bởi vì sẽ làm mất hết uy tín của ta và đã lỡ tuyên bố với bọn thuộc hạ rằng người đã chết. Mặt khác, người rất có uy danh trong giang hồ. Bồn thần quân sẽ dùng thủ cấp của người để làm tăng uy danh của ta. Lời vừa dứt đã lướt mình như ngọn gió, chỉ chớp mắt đã xuất hiện bên cửa sổ đối diện với thiên long, phát ra một trường vô thành vô tức. Nhưng chàng đã tung mình lướt đi, bóng ngân bào thấp thoáng đáp xuống một mái lầu cách đó bảy tám trượng dòng trang sang sàng vọng qua lão mà bây giờ không như là hai năm trước nữa đâu tuyệt học nhân nguyên của người không làm gì được ta nữa cũng đừng có dùng những câu phỉnh phờ để mở dối trá kiểu như là tiền đạo lừa người nên biết rằng người ta có dù luyện đến võ công tối cao tam hòa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên mà manh tầm bất hiện thì đừng có dùng đến chữ tiền mà báng bổ ví như nói luyện nguyên thần xuất khiếu người biết tu đạo là cảm ứng với thiên tâm cũng là đạo tâm đã mang tà tâm thì sao còn gọi là nguyên thần được nếu nói đó là tà ma tụ hợp thì là đúng lý hơn hiền viên thần quân nghe thiên long giáo huấn mình hòa khí bốc cao bà trượng gầm lên tiểu tử Người đã sống được mấy ngày tu luyện được bao nhiêu lâu mà dám buông lời cuồng ngông trước mặt của lão phụ bổn thần quân đã ngoài 150 tuổi như thế đủ coi là siêu nhân Không có người phàm nào đoạt tới Làm sao người có thể biết được Thấy được những gì mà Lão Phu đã nghe Đã thấy Nay chỉ cần bổn thần quân bỏ nguyên thần Là nhập vào tiền giới rồi Thiên Long cười hô hô nói Người niên kỷ tuy là cao Biết nhiều nhưng mà chẳng hiểu cái gì Chẳng trách nào tự luyện mình vào hạng tiền giới Thật là đáng tương thay Hiên viên thần quân nghe nói càng giận dữ, nghiến răng quát lên. Tiểu tử, lần trước ta không giết người, đều hôm nay người buông lời sáo xược, đó là một sai lầm lớn. Hôm nay, bốn thần quân nhất định quyết làm cho người tàn xương nát thịt, óc não vỡ tàn, xem người còn sống lại được nữa không. Dứt lời phất tay, từ trong ống đạo bào bay ra một vật sáng lấp lánh, bắn qua thiền long. Nguyên đó là một cây phất trần, cốt được làm bằng bạch ngọc, trang cười to nói ô oh, lão mà đầu ngươi là một kẻ hạ lưu chưa bằng một số tên thổ phỉ đâu sao lại còn muốn nhập tiền giới chứ vừa xuất thủ đã dùng vệ khí thương nhân người gọi đó là tâm đạo có phải hay không nếu là thái thượng lão quân ở đây chắc là ngài sẽ bái người làm sư tổ đấy miệng nói nhưng vung tay phất kiếm phóng vào cây phất trần hai đào bạch quang lóe lên trong ánh bình minh vần lấy nhau như là hai con rồng phi vũ và vào nhau rồi lại tách ra ngoài vút lên cao lại xả xuống thấp ngoạn mục vô cùng giáo đồ hiền viên giáo vốn nghèo động đã tụ tập lại dưới lầu rất là đông thấy hai thứ binh khí đấu nhau thần kỳ như vậy cùng gieo họ tán thường này này các người xem có phải là kiếm tiền hay không ồ phi kiếm kìa phi kiếm phi kiếm đang đấu với ai vậy kìa 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 có phải là tổng giáo chủ hay không Sao lại có ngân y thần long? Bất thần, thiên long thu thần long kiếm, lao vút vào rừng. Hiên viên thần quân lao theo quát. Tiểu tử, với một chút bản lĩnh tầm thường như thế, mà dám khoe khoang trước mặt cổ bồn thần quân, thì khác nào muốn dìu qua mắt thợ. Hừ, muốn chạy trốn ư, đâu có thể dễ dàng. Nộp mạng đây! Cùng lúc ấy, trên sơn đạo ở đông nam núi Vù Sơn, có một đám đông đang hướng lên núi dẫn đầu là ba vị tiền bối đức cao vòng trọng bậc nhất võ lâm là hoàng sơn tiên đông lão long thần và phiền giang long sau họ là những nhân vật đầu não các môn phái các anh hùng hào kiệt lừng danh giang hồ như trưởng môn nhân võ đàng thiên nguyên đạo trường và bảy vị đệ tử ưu tú nhất của võ đàng thất tú trưởng môn nhân thiên sơn phái và hai nữ đồ đệ trưởng môn thiếu lâm tự trí quang đại sư cùng các trường lão tĩnh trần tĩnh tâm đại sư cùng thập bát là hắn. trưởng môn phái côn luân kim kiếm thần tiên và sư đệ song kiếm hiệp cùng bốn đệ tử am chủ hằng sơn am tĩnh tâm sư thái và ba vị sư muội tĩnh như tĩnh chính và tĩnh thủy trưởng môn nhân phái thành thành phi vân đạo trường và hai tên đồ đệ trưởng môn phái lao sơn minh trí đạo trường và hai tên đồ đệ trưởng môn vũ lăng phái Vũ Lăng Thượng Nhân và Đại Đệ Tử. Địa sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng Hoàng Phù Hùng và bốn vị lệnh chủ Mỹ Nhiệm Công Quan Hương Tông, Bích Lịch Thần, Hắc Sát Thần và Tư Mã Hào. Ngoài ra còn nhiều nhân vật nghĩa hiệp, lục lâm hào hán, anh hùng các lộ. Những nhân vật đứng đầu các môn phái, trang bào trong dòng hồ, hơn 70 người. Có thể coi là chiến dịch này đã huy động hầu hết lực lượng tinh anh nhất trong toàn bộ võ lâm tất cả có võ công từ hàng nhất lưu trở lên. Chỉ cần nhìn vào lực lượng này, đủ thấy trận chiến sắp tới sẽ ác liệt như thế nào. Đó mới là bề mặt, còn có gần 300 cao thủ thần Long Cốc chưa xuất hiện và 60 đệ tử địa sát giáo bố trí quanh núi, sẵn sàng nghe hiệu lệnh xông lên tiếp viện. Thực ra cao thủ thần Long Cốc đã được bố trí xung quanh tổng đài hiên biên giáo từ tối hôm qua trong những địa điểm hết sức là bí mật. Vừa rồi họ chứng kiến rất rõ màn trình diễn phi kiếm của cốc chủ với tổng giáo chủ hiên viên giáo. Tứ phu nhân Hoàng Sơn Phi Phụng, đoàn Uyển Ngọc kêu lên. Đại tỷ, tướng công đang thi triển phi kiếm, đồng thù với tên ma đầu rồi. Chúng ta nhanh tới tiếp ứng đi. Thiên Sơn Tử Phụng quay lại nói. Y đường chủ, mau phát tín hiệu cho tất cả các đường, tập trung tấn công vào tổng đà hiên viên giáo đi y ninh tâm đáp thuộc hạ tuần lệnh lập tức một loạt pháo hiệu tím, đỏ, vàng, xanh bắn lên trời lóe sáng chỉ lát sau từ ba phía có pháo hiệu bắn trả lời cùng lúc hai đạo bạch quang từ trung tâm tổng đài hiên viên giáo lướt về hướng tây bắc nhanh như hai vẹt sao băng trong tổng đài hiên viên giáo nổi lên tín hiệu báo động với những tiếng quát loạn xa Màu, mong vào báo với tổng giáo chủ có địch nhân tập kích ở phía đồng trại ở trong rừng phía nam trại có rất nhiều người ở trong rừng đang áp sát bồn trại trong cảnh nhốn nháo từ ba phía người của tam đường thần long cốc với ba sắc tím đỏ xanh lao qua tường trên tường có mười mấy lão nhân đưa mắt quan sát tình hình bên trong tổng trại cảnh tượng trong trại đà đã trở nên náo loạn tiếng người la tiếng trần chạy tiếng quát tháo, trời mắng vang cả ốc. Mau, mau, mau chặn chúng lại. Các người đừng sợ, đây nào xông qua tường, cứ việc giết đi. Không biết đó là lệnh của ai, nhưng mà đã quá thừa. Vì đã có cả trăm cao thủ thần long cốc xông qua tường viện, mà có thấy ai bị giết đâu. Chợt vang lên tiếng quát thè thé của một lão phụ nhân, làm át cả âm thanh hỗn độn. Này, này, cái bọn tiểu tử kia từ đâu đến, dám xông vào trọng địa của bổn giáo. Lão nhân đã 30 năm chưa rời khỏi núi, không ngờ có kẻ không biết sống chết xông vào đây nộm mạng ngữ. Tiếng quát của lão phụ nhân làm tiếng ồn ào lắng xuống. Từ chính đầu đi ra một đoàn người. Đi đầu có hai người, gồm một lão phụ nhân tóc bạc da mồi, mắt sâu mũi khoằm, mặt đầy nếp nhăn chằng chịt. Từ đôi mắt sâu hoằm thỉnh thoảng ánh lên những tia hàn quang. Hai tay gầy khô như là càng gà, với bộ móng đen và nhọn như là vuốt chim mừng, tay chống một cây thiết trượng. Bên phải là một lão nhân đầu bạc tuổi ngoài 80, mình mặc long bào như là một vị đế vương nhưng mà có bẩn, đội mũ phượng, trông mặt rất là hắc ám. Sau lưng là một lũ hắc y nhân đủ mọi lứa tuổi, tầm vóc lớn bé cao thấp khác nhau, nhưng giống một điểm là toát ra đầy tà khí. Lúc này trước quảng trường đã xảy ra đồng thủ, đó là quần hùng từ sơn đạo tiến thẳng vào cửa chính lực lượng này có gần một trăm người đều có thân thủ cao cường bọn giáo đồ hiền biên giáo không sao kháng cự nổi đám cao thủ hiền biên giáo do lão phụ nhân cầm đầu không chút sợ hãi đi thẳng tới trong quần hùng có tiếng xì xào là vu sơn quỷ mẫu đấy kìa có cả tên mà đầu phong đồ minh vương nữa kìa lão nhân mặc áo lòng bào chính là phong đô minh vương sấn lên chặn trước quân hùng nói ồ kẻ nào to gan sám xông vào tổng đà bổn giáo không muốn sống nữa hay sao không ai trả lời hắn lão phụ nhân vốn là vu sơn quỳ mẫu tiếp lời lát nữa tổng giáo chủ hiện thân các người không có cơ hội xuất kiếm đầu chứ đừng nói gì đến giao chiến lão thần khuyên các người mau hạ binh khí quỳ hàng đi còn giữ được mạng đấy trong quần hùng có người lên tiếng. Ồ, tưởng là ai? Thì ra là Vu sơn quỷ mẫu. Lão hủ cũng khuyên nghề rằng. Đã có ba mươi năm không rời núi. Thì chớ xuất ra giang hồ gây hoạn nữa. Võ lâm bây giờ không như trước đầu. Sau người không chịu sống tiêu giàu. Hương cảnh an nhàn. Mà theo bọn tà ác ác đạo. Để chuốc lấy sự diệt vong. Người vừa nói là Hoàng Sơn Tiên Ông. vụ sơn quỷ mẫu cười khùng khục đáp. Lão hạc. Người thấy rằng mình sống như vậy là quá đủ Nên là dẫn xác đến đây nạp mạng chứ gì Như vậy là ông trời có mắt Để lão thân trả mối đại cửu 30 năm trước Hoàng Sơn tiên ông thở dài nói hey, Quỷ mẫu Người vẫn không nhận ra thiện ý của đồng đạo với người 30 năm về trước Để ăn năn hối cải hay sao Vu Sơn quỷ mẫu rộng cây thiết trường xuống đất Miệng rít lên Câm miệng Bây giờ mà người còn nói giọng nhân nghĩa nữa hay sao Lúc đó các người tự cho mình là chính nghĩa Lấy đồng thắng ít Sát hại trượng phu và nhi tử của ta bức lão thần theo suốt đời cấm cố ở vũ sơn buộc lão thần nuốt hận Sống trầm luân ở đây suốt 30 năm nay May có tổng giáo chủ hiên viên thần quân Đáp ứng báo thù cho ta Lão thần sống chỉ với mục đích duy nhất Là có được ngày hôm nay Tìm các người báo cửu rửa hận Không ngờ người tự dẫn thần tới đây nộp mạng Ngươi bảo ta bỏ qua cơ hội này làm sao được Hoàng Sơn tiên ông vẫn trầm tính nói Phụ thể người không biết quản giáo nhi tử Để hắn quây hạ cho giang hồ Hiếp sát đồ nhi của đồng đạo Và vô số lường nữ bá tính Lẽ ra với tội ác như thế Phụ thể các người không nên vì hắn mà chống lại cả võ lâm Các huynh đệ thấy người là nữ liều Đã liều tình mà tha cho người khỏi chết Tưởng rằng 30 năm đã hối cải Thế mà người vẫn nuôi kiểu hận Quyết ý trả thù Vu Sơn quỷ mẫu chật gào lên Cầm miệng không nhiều lời vối Nộp mạng đây Dứt lời vùng thiết trượng Quét sang Hoàng Sơn Tiên Ông Chợt lão Long Thần nhảy vào xuất một chỉ Điểm với vai của Vu Sơn quỷ mẫu Làm bà ta kinh hãi thù trượng Lùi lại quát Lão Trạch ngươi làm gì Định lấy số đông thắng ít hay không Hay hôm nay lão thân Lão Long Thần ngắt lời. Quỷ bà, ta hỏi người như từ vào con dâu của ta, 14 năm trước du ngoạn tới Vũ Sơn, chúng với người có thù oán gì mà người hạ độc thủ giết cả hai? Hôm nay Lão Phu phải giết người để trả thù cho chúng. Rút lời rút ra một mái treo bằng sắt, lao bổ tới, bổ xuống đầu của Vũ Sơn quỷ mẫu. Lão quỷ bà thấy công thế hung mãnh như vậy, không dám tiếp chiều, nhảy lùi lại tránh, cười khùng khùng nói. Khẻ lao chạch hôi bùn kia, mỗi ba 30 năm trước ta mới kiếm một chút lời mà chưa lấy lại vốn. Thế mà người còn định vấn tội hay sao? Lão Long Thần giận tới nỗi tóc tai dựng ngược, mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói. Quỷ bà, hôm nay ta có chết cũng kéo người xuống hoàng tuyển. Ồ, oh, chẳng lẽ ta còn sợ người sao? Nếu người đã muốn thế thì ta sẽ cho người đi màu gặp nhi tử và con dâu của người luôn thể. Lão Long Thần gầm lên như là thú dữ, lại vung trèo sắt đánh sang. Vu Sơn quỷ mẫu không dám tiếp, lùi lại tránh, chờ mái trèo đánh sang mới vùng thiết trượng quét sang sườn địch. Lão Long Thần nhảy vút lên không, mái trèo biến chiều bổ xuống. Choang một tiếng, hai binh khí cực nặng đánh vào nhau nổ ầm ầm như là sấm sét, làm lửa bùng lên, Cả hai người đều cảm thấy cánh tay phát tề, lùi lại mấy bước. Hai đối thủ đã nổi sát cơ, vừa lùi đã tiến. Mái treo và thiết trượng đánh lên bổ xuống, không ai chịu nhường ai. Toàn xuất chiêu chí mạng, quyết dồn đối phương vào chỗ chết. Hoàng Sơn Tiên Ông biết hai người đã say máu báo thù, có chết cũng không chịu buông tha nhau, nên tìm đối thủ khác để xuất thù. Lúc đó, phòng đồ Minh Vương thấy cuộc chiến đã bắt đầu, Quay lại bọn ma đầu ở sau lưng quát Xông vào Giết hết cho ta Không để tên nào sống sót Bọn ma đầu đồng thanh đáp Tuân lệnh hộ pháp Rút lời lao vào đám quần hùng Cao thủ các phái vốn đang quý đồng thủ Chỉ chờ có thế liền xuất chiều nghênh tiếp Gần 200 người sát vào nhau Mở đầu một cuộc chiến tàn khốc Không tiền khoáng hậu Tám vị tham quân thần Long Cốc thấy cuộc chiến đã bắt đầu, ra lệnh cho võ sĩ Tam Đường xông vào chạy tấn công. Giáo đồ hiền viên giáo ở Tông Đà có chừng 500 tên, lực lượng đông gấp đôi thần Long Cốc, nhưng võ công kém quá xa nên chẳng bao lâu đã lầm vào thế bại trận. Võ sĩ Tam Đường hầu hết thuộc hàng nhất lưu cao thủ, lại thêm ba vị đường chủ, tám vị tham quân, hơn 30 vị Long Phụng Sứ, đặc biệt là Kim Cương Thần Tiền Nhị và Càn Khôn Song Viên cực kỳ lợi hại. Bọn giáo đồ đâu phải là đối thủ. Chỉ sau vài khắc, bọn này đã thương vong quá nửa. Một số bỏ chạy thoát thân, đội ngũ thừa thớp dần. Lão Long thần nóng lòng báo thù cho nhi tử và con dâu, xuất chiều vòng mạng, chỉ công không thủ, Nên chẳng bao lâu đã kiệt lực, toàn thân ướt đấm mồ hôi. Vụ sơn quỷ mẫu tuy công lực không cao hơn đối thủ, nhưng tỉnh táo hơn, khôn khéo né tránh, nên ít hao tổn nguyên khí. Thêm nữa, bà ta vừa đánh vừa khích. Cái lão chạch hồi, Diêm Vương đã quy định hôm nay người nộp mạng ở đây, đừng hòng tẩu thoát. Qua ngoài trăm chiều, lão Long Thần cảm thấy công lực không thể nào tiếp thêm được nữa, nhưng vẫn không chịu dừng tay, hồn hề nói. <laughs> lão quỷ bà, người đừng nằm mộng, ta có chết cũng kéo người xuống suối vàng. Nói xong, dốc toàn lực, dáng mai trèo bổ xuống đầu đối phương. Vu Sơn quỷ mẫu không tránh, đưa thiết trường lên đoán đỡ. Lại một tiếng nổ vang lên, lão long thần lào đào lùi lại 4 năm bước, khí huyết nghịch sùng, chân loàng tràng trực ngã. Vu Sơn quỷ mẫu biết thời cơ đã đến, quát to một tiếng, vùng thiết trường bổ xéo xuống sườn của địch nhân. Lão Long Thần mắt thấy sắp bị đánh nát thầy, nhưng không còn sức hoàn thủ, muốn tránh cũng không kịp. Chính lúc mà tính mạng của vị tổng đại chủ đại hồ thất thập nhị chạy như là ngàn cân treo sợi tóc, thì một nhân ảnh bước đến quá to. Lão yêu bà, đừng hòng hai mạng ra ra ta. Đồng thời ánh kiếm lóe lên, chém bổ xuống đầu của vô sơn quỷ mẫu. Nữ ma đầu kinh hãi thu trượng lùi về, ngước mắt nhìn lên, thấy người vừa xuất kiếm cứu lão long thần là một thiếu nữ chỉ chừng 18-19 tuổi, kinh ngạc nghĩ thầm nhà đầu này là ai? Làm sao lại có chiều kiếm lợi hại như vậy? Nếu mình không thu chiều được nhanh thì bị thương dưới kiếm đó rồi. Lão Long Thần mỉm miệng cười thàm nói. Châu Nhi, cháu yêu đấy ư? Ừ. Nguyên thiếu nữ ấy chính là Gia Cát Minh Châu. Nàng đến bên Lão Long Thần hỏi. Gia Gia, Gia Gia có sao không? Hải Nhi đến trễ một bước làm Gia Gia khổ như vậy. Lão nhân gia ngồi xuống nghỉ một chút sẽ không ai dám làm phiền gì đâu. Cháu vợ đừng lo cho ta. Mau giết yêu bà đó, trả thù. Gia Cát Minh Châu lấy ra một viên thượng thanh hòa nói. Gia Gia, hãy uống viên thánh dược này rồi vận công một chút là đỡ. Lão Long Thần nuốt vội viên thuốc rồi nói. Hải tử, đừng để mà nữ đó chạy thoát. Chính hắn là cựu nhân giết hại phụ mẫu còn đấy. Gia Cát Minh Châu nghe vậy rất là ngạc nhiên. Hồi nhỏ nàng thường nghe Gia Gia nói rằng phụ mẫu nàng bị trọng bệnh mà mất. Sao bây giờ lại bảo bị vu sơn quỷ mẫu giết chết? Nàng đang còn hoài nghi thì nghe vu sơn quỷ mẫu nói. <laughs> Lão Trạch, người chết một nhì tử và một con dâu còn chưa đủ hay sao? Nay còn muốn hy sinh thêm một tôn nữ xinh đẹp như là hoa để mà ta luyện trưởng nữa. Ồ, thôi được, người đã muốn thế thì ta sẽ cho cả hai tổ tôn người xuống suối vàng để mà đoàn tụ toàn giả. Nói xong vận khí, chu chuyển một vòng rồi cầm thiết trượng nhảy sang. Gia Cát Minh Châu lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, nghiến răng nhìn vu sơn quỷ mẫu, chỉ muốn lao vào, băm vằm kiều nhân thành muôn mảnh. Nhưng cố hỏi một câu, chính lão quỷ bà người đã giết cha mẹ tờ. <laughs> không sai, không chỉ cha mẹ người mà bây giờ hai tổ tùng của người cũng vậy Gia Cát Minh Châu giận run người nói Yêu bà Hôm nay người sẽ chết rất là thảm Ta sẽ băm người thành muôn mảnh Để tế vong linh phụ mẫu ta Dứt lời lướt tới như là ánh chớp Không thấy nàng vung tay Chỉ thấy ánh kiếm lóe lên Vô sơn quỷ mẫu rú lên thảm thiết Từ hốc mắt sâu hầm Hai mắt cố mở to hết cỡ nhìn thành kiếm của thiếu phụ nguyên cả hai tay bà ta đã bị chém đứt đến tận vai ánh kiếm tiếp tục lóe lên lại thêm hai chân bị tiện đứt vu sơn quỳ mẫu nằm lăn lộn máu phun ra từ khắp nơi gào lên thảm thiết giết giết ta đi cho ta chết ta cầu xin ngươi nhưng gia cát minh châu chỉ đứng chờ già mắt đỏ ngầu nhìn kiều nhân đầy ốt hận vu sơn quỳ mẫu biết rằng cầu xin đã vô ích chợt theo lưỡi ra đưa hết sức bập mạnh vào hai hàm răng. Mấy tia máu phun ra, thi thể của Vu Sơn Quỷ Mẫu giật lên mấy cái rồi nằm bất động. Gia Cát Minh Châu đứng nhìn một lúc, đến khi nhận ra kiều nhân đã tự tận mới phất kiếm chém xuống. Phập một tiếng, đầu của Vu Sơn Quỷ Mẫu rời khỏi cổ, bắn ra mấy thước. Bọn cao thủ hiện viên giáo thấy vị hộ pháp võ công cao cường nhất bị thảm tử dưới kiếm của một thiếu phụ trẻ tất cả đều kinh hồn bạt vía lão long thần uống thượng thanh hoàn sau một lúc vận công đã hồi phục bước tới gần tôn nữ nói chầu nhì trước đây già già không muốn cho con biết sự thật là vì võ công của yêu bà đó quá cao ngay cả ta cũng không thắng nổi bây giờ chính con đã báo được thủ già già rất là mừng gia cát minh châu không đáp từ từ quỳ xuống ngước mắt lên trời nói cha mẹ xin hãy yên nghỉ hải nhi đã báo được thủ nói xong sụp xuống lạy ba lạy từ đôi mắt kiều diễm đôi dòng lệ lan dài trần một lúc lão long thần mới đặt nhẹ hai tay lên vai của tôn nữ nói châu nhi đừng thương tâm nữa hẳn cha mẹ con đang ngậm cười Gia Cát Minh Châu đưa ống tay áo lau nước mắt, từ từ đứng lên. Phong đồ Minh Vương đấu với Hoàng Sơn Tiên Nông, qua năm 60 hiệp thì giành được ưu thế. May có vị trưởng môn võ đàng thiên nguyên đạo Trường xuất thủ tương trợ, nên Hoàng Sơn Tiên Nông mới chưa bại. Thấy vụ sơn quỷ mẫu bị giết, phong đồ Minh Vương vận bích lịch trường, đánh lùi hai cao thủ, lao tới Gia Cát Minh Châu quát lên. Nhạ đủ đơn mạng cho biểu thư của ta. Nhưng một người đã lao ra chặn lại nói Mà đầu Bây giờ Ngươi đền mạng cho lệnh chủ đồng phương lệnh đường của ta trước đã Người đó là điện sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ngưng Hoàng Phủ Hùng Phong đô Minh Vương dít lên Tiểu <laughs> bối Ngươi đã muốn chết Thì lão phù sẵn lòng cho người tội nguyện Chợt một bóng người lướt tới Chính là điện sát Hồng Phụng Hoàng Phủ Tuệ Quân Nàng nhìn phụ thân hỏi Chà, chính tên này đã giết quan thúc thúc rồi sao? Trường Bạch Thương Ngưng cầm hận nói. Chính hắn, cha nhất định bắt tên mà đầu này phải đền mạng. Phong đồ Minh Vương hư một tiếng nói. <laughs> Rất tốt, lớp phu trẻ rằng, người theo hắn xuống suối vàng cho có bạn. Hoàng phù tuệ quân nói. Cha, hai nhi sẽ trả thù cho quan thúc thúc dứt lời chỉ kiếm sang phong đồ minh vương nói lão tặc ngươi có binh khí gì thì lấy ra đi phong đồ minh vương cười hắc hắc nói ồ oh, đối với nhà đầu người thì bồn hộ pháp cần gì binh khí dứt lời vận bích lịch trường với năm thành công lực đánh sang hoàng phủ tọa quân lách mình tránh trường tra kiếm vào bao nói được rồi nếu vậy thì bồn hậu cũng sẽ dùng trường báo thù cho quan thúc thúc Trường Bạch Thương Sơn lo lắng nói Quần Nhi Ngay cả Hoàng Sơn tuyên bối Lão chưa dứt lời Thì phong đồ Minh Vương đã nói át đi Được lắm Nhà đầu tiếp chiều Nguyên Lão Ma thấy Hoàng Phủ Tuệ Quân Dùng thần pháp huyền diệu Dễ dàng tránh qua một trường của mình Thì không khỏi kinh hái Hơn nữa vừa rồi Lão đã chứng kiến ra Cát Minh Châu Chỉ một chiều đã chém đứt tay Của vụ sơn quỷ mẫu đồng thời thấy thanh hồng phụng kiếm trong tay của hoàng phủ tuệ quân cũng là loài bảo kiếm chém sắt như bùn nên là không khỏi úy kỵ nay nghe trường bạch thương ưng nói như vậy lão sợ đối phương đổi ý thì không có lợi cho mình liền nói át đi đồng thời phát chiều mong chiếm tiền cơ hoàng phủ tuệ quân thấy đối phương phát trường liền vận long phụng thần công hộ thần đồng thời xuất quyết sát trường để mở đối địch nên biết sau khi Thiên Long bị trúng một chiều nguyên nhân của hiên viên thần quân mà phối hợp âm dương hòa hợp thần công với càn khôn thần công, sáng tạo ra Long Phụng thần công vô cùng lợi hại, có thể đối phó được với nhân nguyên, nói gì bích lịch trưởng của phong đô Minh Vương. Sau khi phát trường, Lão Ma thấy đối phương không tránh né mà tiếp chiều, bụng nghĩ thầm. Người đã muốn chết thì đừng trách Lão Phụ. Nghĩ đoạn gia tăng thêm ba thành công lực nhưng diễn biến lại trái hẳn với sự chủ quan của tên hộ pháp. Sau cú tiếp trường, chính lão là người chịu thiệt thòi, bị chấn lực đẩy lùi ba bước, trong khi hoàng phủ tuệ quân vẫn đứng nguyên vị, thần sắc không thay đổi. Phong đồ Minh Vương chố mắt nhìn đối phương, lòng vô cùng kinh dị nghĩ thầm. Nhà đầu này mới 20 tuổi là cùng, lấy đâu ra công lực cao cường như vậy? Nó dùng loài thần công gì đối phó với bích lịch trưởng của ta đây? Lão đang băn khoăn tự hỏi Thì Hoàng Phủ Tuệ Quân lại lao tới quát Lão tặc tiếp chiều Lời chưa dứt Trường đã đánh ra như là bão táp Phòng đồ Minh Vương biết đối phương lợi hại Nên dốc tận công lực và tuyệt học Đối phó nhưng mà không sao chống cự nổi Bị bao trùm trong vùng trương ảnh Chân tay rối loạn vô lực hoàn thủ Lúc đó cuộc đấu cũng đã lắng dịu lại rất là nhiều Phía hiền viên giáo võ công cao nhất là Vu Sơn Quỷ Mẫu và Phong Đô Minh Vương. Nhưng Vu Sơn Quỷ Mẫu đã bị giết, Phong Đô Minh Vương đang bị bại thủ dưới trường của Hoàng Phủ Tuệ Quân. Còn lại năm sáu chục tên ma đầu thì làm sao mà địch nổi những nhân vật đứng đầu các môn phái và hào kiệt của võ lâm? Huống chỉ thấy hai vị hộ pháp như vậy, chúng còn tinh thần đầu mà chiến đấu nữa. Sau một lúc, quân ma bị thương vong gần hết, số còn lại kháng cự một cách tuyệt vọng cao thủ các phái hoàn toàn thắng thế. Lúc này đổ dồn mắt vào cặp đấu. Phong đồ Minh Vương bị vây trong trùng trùng chương ảnh, vô lực hoàn thủ. Điều gì sẽ xảy ra, tất là phải xảy ra. Không bao lâu, lão bị trúng một trường, bay đi ba bốn trường. Hoàng phủ tội quân quyết tâm trả thù cho quan thúc thúc, nên không chịu buông tha, tung mình lao theo. Khi phong đồ Minh Vương vẫn còn lơ lửng trên không, chưa kịp rơi xuống, thì Hoàng Phủ Tuệ Quân lại bội thêm một trường. Tên hộ Pháp rú lên, thân ảnh lại bật lên cao mấy trường nữa. hắn miệng phun ra một vòi tiến huyết, rơi xuống nảy lên mấy cái, rồi nằm in bất động. Hoàng Phủ Tuệ Quân bước tới, rút kiếm cắt lấy đầu của phong đô Minh Vương, đến bên thi thể của Mỹ nhiệm Công, Quan Hưng Tông. Lúc đó chỉ còn mười mấy tên ma đầu, không còn tinh thần vào đầu mà chiến đấu nữa, vứt binh khí khoan tay chịu chết. Mấy vị trưởng môn nhân thấy chúng không còn khả năng làm hại nữa, phế bỏ võ công rồi tha mạng cho chúng. Trong trại, bọn giáo đồ thần Long Cốc tiêu diệt phần lớn, chỉ còn độ trăm tên cùng quy xuống quy hàng.